chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình rủ cả nhà ra vườn đó cả nhà. Thì bây giờ không biết trong vườn bây giờ có gì, mình thấy xà lách rất là nhiều luôn. Hôm nay mình ghé thăm chị Randy nên là mình ghé mình hái một ít xà lách xuống tặng chị Randy ha cả nhà ha. Nhổ một ít cà rốt nữa ha. Nhưng mà trước khi đi vô xà lách á, mình thấy mình khoe cả nhà cái trái bí ngòi của mình nè. bữa trưa thì mình thấy bây giờ là nó không thể nào mà nó bự hơn được nữa, tại vì nó bị cấn cái thùng cả nhà, nên là bắt buộc hôm nay mình phải thu cái quả này vô trong nhà ăn thôi cả nhà. Đây này, đó, trời, nó xanh mà nó mướt ghê chưa hả, nó có được có cả nhà, nên là nó đậu được một quả này. Rồi cái quả bên kia hai mình thấy nó cũng mướt mướt á, bữa hôm mà có được á nên là nó cũng mướt mướt á, đang phát triển rất là tốt luôn. Để mình thu hoạch cái quả này đã ha. Đây mập mập á. À không cả nhà, hay à, đó, wow, làm cái tạch. Mé này nó ở dưới ở nhà nên là nó bị trắng trắng vậy đó, không có nắng á. Đó, đã chưa? Wow, đây, bí ngồi đầu tiên của vườn Nhung Hà cả nhà ơi. Đó, bự chưa? Thì mình thấy là có một quả nhỏ nhỏ mé trong kia nữa. Hay để mình vô mình thu hoạch luôn cái quả trong kia ha. Để đi vô mình, đợi chút để mình vô mình lấy cả cái... đó, bỏ vô trong cái mẹt đây. Cả nhà ơi, quá chừng ngò rí nữa. Để mình cắt ngò rí luôn nè. Trời ơi, quá chừng nhiều luôn. Ủa, cắt không thôi là nó lên ngọng cả nhà ơi. Chuyến này, chuyến sau nó lên nữa là nó lên ngọng luôn rồi đó. Là mình để mình làm hạt giống. Còn bây giờ là vẫn còn ăn được nè. Để mình cắt ha. Bữa hôm mình cắt một lượt rồi. Lượt này là lượt thứ hai nè. Rồi mình sẽ nhổ cà rốt nữa. Nhưng mà mình đi vô tìm mấy quả bí ngòi trong đây nè. Mình thấy có một quả ưng ý lắm rồi. Mình quay lại cái cây bí ngòi mà nó bị lai cả nhà ơi. Bí ngòi đĩa bay nhưng mà nó lai. Giờ mình cũng không biết là nó ra đĩa bay hay là nó ra cái thúng bay hay là ra cái gì nữa. Mình chịu. Nó không biết là nó giống cái gì nữa. Nó tại vì nó bị lai rồi cả nhà ơi. Đó, mình lấy cái giống bí khác mình thụ phấn cho nó đó. Nên là giờ nó bị lai tùm lum hết. Đó, con này là bí ngòi tròn này cả nhà. Đó, nó đang tròn vo luôn. Ok ha. Đó, bên đây nữa này cả nhà. Cưng quá. Bên đây nó đang được hai quả được thụ phấn nữa nè. Đó, bên đây nữa nè. Cả nhà thấy đẹp không? Mình thấy một quả nãy mình thấy to lắm. Đây nè cả nhà. Đây nè, đó. Bự chưa. Đó cả nhà thấy không? Đó. Đẹp ha. Để mình thu cái quả này đi cả nhà ơi. Nó mướt ơi là mướt luôn. Để mình thu quả này nha. Đó. Mình không biết bí gì nữa, nhìn nó giống bí Hàn Quốc á, mà không biết phải bí Hàn Quốc không nữa. Để mình hỏi chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ xem cái quả này có phải bí Hàn Quốc không. Nhìn nó không giống cho lắm, bí Hàn Quốc hình như nó dài hơn thì phải. Bí này bí khác rồi. Đây nè, mình trồng nhiều loại bí quá, giờ mình cũng không biết bí này bí gì nữa cả nhà. Bên đây nữa nè, đó. Ồ, cái quả bên kia ít ngày nữa là thu được rồi ha. Đây, hôm nay mình thu hai quả bí ngòi đầu tiên nha. Một loại này với là một loại xanh, đó. Ok. Rồi, được hai quả bí ngòi cả nhà ơi. Thì bên đây á cả nhà. Nè, mé bên đây á là mình đang trồng cái gì ha? Quả gì ta? Khổ qua cả nhà ơi, mình được 7 cây khổ qua. Đó, nó đang vươn rất là cao lên ở mé bên đây nè, đó. Thì mấy hôm nay mình bị viêm họng rồi cả nhà ơi. Mình cái đậu của mình á nó ra trái nè, thấy không? Đó. Để nói mình bỏ cả cái từ thấy không. Bữa hôm có cô la mình. Bây giờ nói là sao ta ha. Thay từ đó thành từ gì ha. Ồ, cả nhà thấy đẹp không. Thay từ đó đi ha. Đó, cả nhà thấy đẹp không đó. Như vậy đi. Không thôi bị la. Bữa hôm có cô kia cô nói đừng có nói như vậy nghe khó chịu lắm. Nên là mình sẽ thay đổi ha. Mình sẽ nói là có đẹp không cả nhà. Đó, như vậy đi ha. Chứ đừng có nói là có thấy không nữa ha. Đó, có đẹp không cả nhà. Đó, ý mình sửa được rồi nè. Đó, đây quả này có đẹp không cả nhà. Đó, quả bên đây nữa nè. Đây, quả đậu Hà Lan cả nhà. Thì to nhỏ lớn bé gì bây giờ mình nhổ đi. Mình hái đi đặng cả nhà biết sao không. Là tự nhiên á, nó dài quá nè. Rồi nó gãy luôn rồi, nó gãy cây rồi nó vàng luôn. Sáng giờ là mình chụp ra mấy cây rồi, nó bị nó gãy luôn xuống như này, nó cao quá đó. Đó. Đẹp không?
Wow, nắng lên một quái là cái quả đậu Hà Lan đẹp ghê chưa. Được một mớ đậu hạt. Hồi nãy mình cầm cái rổ ra đáng nhẽ nó không có nắng đâu. Ê, tự nhiên hồi cái nó nắng lên. Mà thường thường mà video nắng là nó cứ chói 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 chói. À, coi không có được rõ. Mà mình lựa là nó không có nắng rồi đó, mà đi ra tới vườn là nó nắng. Nó chào đón Nhung Hà. À. Wow. Trái nhiều chứ cả nhà. No. Hôm nay mình thu hoạch đậu Hà Lan được nhiều ạ. À. Một đống luôn nè. Bây giờ có cái quả nào thì mình sẽ thu quả đó nha. Tại vì nó héo héo nè, bắt đầu nó héo rồi nè, tội nghiệp quá à. Trời nắng lên nó chịu không nổi. Mấy cây này thì nó đang bắt đầu phát triển đây mà không biết nè. Nó có phát triển được không? Sao nó bụi nhùi vậy nè. Năm nay đậu Hà Lan ha. Thấy nó buồn thảm quá, tội nghiệp gì đâu. Nè, nó cao. Nó cao quá xong nó như vậy nè cả nhà. Tội không? Đó. Bây giờ mình thu hoạch rồi phải nhổ đi thôi chứ. Hồi ngày mai ngày mốt là nó sẽ héo đi à, tội lắm. Sáng mình nó hả lôi ra một đống. Đó. Bên đây nè cả nhà, đó. Hồi sáng á mình lôi ra một đống mình giục bên kia kìa. Nó héo như vậy đó. Còn được mấy cây xanh thì mình giữ lại nè. Wow, được nhiều chưa cả nhà ơi. À, cái này chắc cũng xào được mớ rồi ha. Mình hái một mớ mình xào xong rồi một mớ mình tặng chị Brandy luôn. Hai chị em ăn cho vui. Còn mớ này chắc mình cũng tặng bác hàng xóm một mớ cũng xào chung cho vui. Chứ giờ trên bác rồi hình như cũng mới gieo thôi. Năm nay mình gieo sớm một chút. Mà ai dè nó bị như vậy đây, tội nghiệp dễ sợ luôn. Cái giống này là giống khác nè cả nhà. Giống này là giống tròn tròn của nu nần nè. Còn có một loại nữa là nó dẹp dẹp. À, mình trồng hai loại lận. Mà rốt cuộc nó cao quá, nó tốt quá, nó cao quá. Thế thành thử ra là nó bị sụp sớm. Mình nghĩ chắc sang năm mình phải ngắt cái đọt của nó đi quá, đừng để cho nó cao quá. Cao quá nó bị hư sao cả nhà ơi. Móc nó lên. Mình tranh thủ hái xong mà nhổ nó đi luôn. Để cho mấy cái cây con ở dưới cho nó lên. Chứ không thôi để hai ngày nữa nó cũng vẫn héo đi, tội lắm. Thà giờ mình thu luôn, non bé gì mình thu hết đi. Được thêm mớ rồi nè cả nhà. Rồi, mình treo mấy cái cây lên cho nó dễ hái nè. Đó. Bên đây nữa nè. Quả nào hai đỡ quả đó đi. Cái bông màu tím rất là đẹp luôn cả nhà, đó không? Wow. Bên đây nữa nè. Lớn bé nhỏ. Cái quả bên đây rất là to nè cả nhà. Đây nè. Đó. Bữa. Cái quả đó là ăn sống giòn sụp 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 luôn á cả nhà. Wow. Đây này là một cái giống khác nè cả nhà. Là cái trái nó bè bè ra, xòe xòe ra đó. Còn này là giống khác nữa nè. Nó tròn nè. Cả nhà thấy hai giống khác nhau không? Đó. Đây. Để mình quay kỹ cả nhà xem nè. Hai giống khác nhau nó khác ở chỗ nào. Cái loại này là nó dẹp nè. Loại này nó tròn nè. Cả nhà thấy hai cái đó, hai giống là khác nhau như vậy đó. Giống này họ ăn sống nhiều lắm nè. Giống này thì họ xào. Đó, hai loại là như vậy đó. Tìm tiếp cả nhà ơi, tìm coi là có cái non nào không. Một cái trái non á thì mình đem vô mình xào rồi ý. Mấy cái đọt này bữa hôm có bạn chỉ mình nó hái cái đọt với lại cái bông vô xào rất là ngon. Mà bây giờ nó héo luôn cả cái cây thì mình ngắt luôn cả cái bông này đi ha. Mình vô mình xào, bữa hôm có bạn chỉ mình ngắt cái đọt xào ngon lắm. Bây giờ nó bị hư như vậy rồi thì mình bắt buộc phải ngắt cái đọt nó đi thôi chứ sao giờ. Cái bông nữa mình vô mình xào mình ăn. Đó. Chứ giờ để nó cũng héo à, uổng. Đó,
nó ngoẻo một bên xong rồi nó như vậy đó bà nhà. Mà mình cũng văng văng lên cho hép nó rồi đó, giúp nó rồi đó, mà nó cũng không gượng nổi, nó sụp xuống à. Đó, có mình để dây nè, mình văng nó rồi đó, mà nó cao quá, nó nặng quá, nó sụp luôn. Bỏ mấy cái bông này mấy bên đi, y giống như bông hoa thiên lý quá. Đó. Làm tập tạng ăn. Này chắc được một mớ này. Mình vô, lát nằm vô mình xào thịt bò cho ông xã mình bới làm quá. Ủa, được một cái quả này rất là to luôn nè cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn đậu. Có cả hột bự luôn. Già rồi. Vẫn còn ngọt nhưng mà có cái hạt đậu á, siêu ngọt luôn. Chị ăn được cái nước thôi cả nhà ơi. Cái nước là siêu siêu ngọt luôn. Tươi á cả nhà. Mình thấy cũng muốn hết rồi cả nhà. Để xem. Ồ, đây nè, nãy lừa lừa nãy giờ mà cũng được một. Ồ, đây nữa nè. Ý, đây nữa nè. Ủa, trong đây nữa chứ. Nóc lùm mang đây nữa nè. Đó. Xong rồi mình để mình nhổ cái cây. Để cái cây con mé bên á. Cái cây này nè, để mình ấy nó lên. Nè, này mình cột nó lên cả nhà. Đây, đang còn non đó. Còn mấy cái cây mẹ, cây bự này mình phải nhổ đi để mà cho chỗ cho cây con. Giờ nó sụp xuống như vậy rồi. Mình bỏ nó lại, nó gãy là xong rồi, cái nó bị héo luôn. Đó. Bây giờ mình hái được cái nào, cái bông, cái hoa gì đó, mình hái vô, mình xào, mình ăn. Đây đó nè. Ôi, cái đọt này ngon dữ à. Đó, xào chung luôn, hơi bị ngon luôn. Đọt này nữa nè. Có cái đọt nào mình tẻm luôn à. Rồi, có mấy cái bông tím này, mình tưởng tượng mình đang hái hoa thiên lý vậy á. Cái xào chắc ngon dữ ha cả nhà ha. Cả nhà ăn cái đọt này bao giờ chưa? Thực sự thì mình nói mình chưa có ăn cả nhà ơi. Bữa năm ngoái cả nhà cũng kêu mình ăn rất là nhiều lần rồi. Mà mình thấy rau mình nhiều quá. Mình thấy đọt nhiều nữa rồi mình cũng không ăn xuể cả nhà. Xong rồi giờ thấy cái đọt này ngon quá bỏ thì tiếc. Cái mình hái mình vô mình xào ăn thử coi. Này nè. Cây này nó vàng luôn rồi thấy không cả nhà? Quá chừng luôn. Đó rồi. Cả nhà ơi, năm nay thì mình chỉ được một mớ đậu Hà Lan như vậy thôi. Cả nhà ơi, đẹp không? Đó, cái quả này mộng mơ quá ha. Còn cái này thì lẹp lẹp, dép dép nè đó. Rồi đi nhổ cà rốt cả nhà ơi. Thì để mình qua mình nhổ hết cả cái mớ cà rốt bên đây. Đặng mình gieo thêm một loại cà rốt mới khác. Mình mới mua được một mớ cà rốt màu đỏ cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi thu hoạch cái mớ này luôn nè. Đó. Đây cả nhà. Thì cà rốt này là cà rốt tí hon trái tim cả nhà. Bữa hôm mình thu hoạch được một mớ rồi đó. Hôm nay mình sẽ thu hoạch hết mớ này luôn. Đó, dễ thương quá hả. Đây nữa nè cả nhà. Nặng cái cưng chứa. Đây nữa. Hai quả này tuyệt vời đẹp luôn. Như vậy là nó chín mùi rồi đó cả nhà. Màu cam mà đạt. Như vậy là đạt tiêu chuẩn luôn rồi đó cả nhà. Đó. Đây. Wow, trời ơi, cả nhà ơi, cả cái củ cà rốt này bự chưa? Bên đây nó xem nha. Đây, ý, cà rốt này nó hơi là lạ. Bên đây nó này cả nhà. Cái này sinh đôi cả nhà ơi. Cà rốt mà cũng sinh đôi nữa. Cái này là nhiều nước quá hay sao nó bị tách ra. Bữa giờ mình cắt nước mấy ngày nay luôn, mình không có tưới nước á. Mà nó vẫn bị nứt ra. Xong rồi mình sẽ gieo một mớ khác lại cả nhà. Đây được một mớ nữa nè. Đó. Đã chưa cả nhà ơi. Mé bên đây nữa nè. Đó. Bên đây nữa nè. Ý trời ơi, cưng quá hả. Củ nào củ nấy nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ xíu xíu. Cái cưng cái này á. Cả nhà ăn sống ngon lắm. Bà nhà nó nhỏ nhỏ vậy nè. Nó nhiều chất dinh dưỡng vậy lắm.
bao nhiêu tập trung năng lượng thì nó chỉ có được một củ nhỏ nhỏ vậy thôi. Chứ ăn thì đa số là cái này là ăn sống là ngon. Còn cái củ dài của bữa thì mình nấu thì nó hay hơn. Còn này là mình trồng mình ăn sống là tuyệt vời ở mặt trời luôn cả nhà. Đây nè, dễ thương ha. Bên đây nữa nè. Ồ, cái củ nằm cùng một giống mà nó khác chứ cả nhà. À, nó dài hơn ha. Cái này nó tròn hơn, y như là một cái trái tim không. Dễ thương, dễ sợ chưa. Cái này là giống như là một cái trái tim luôn cả nhà. Đẹp không. À. Còn mé bên đây xem. Thì hôm nay mình sẽ nhổ hết cái củ cà rốt trái tim này luôn nha cả nhà. Đó, wow. Trời ơi, cái này uống uống nặng luôn. Bên đây nữa nè. Ui, công nhận càng ngày càng nhổ càng đẹp cả nhà. Ha, thấy không? À, cả nhà thấy chưa? Quá chừng luôn, quá. Wow. Ê, bên đây nữa nè. Ui, cái củ này bự chứ ha. Này có bự hơn vượt mức tiêu chuẩn cả nhà ơi. Thì cái trái trong hình đó mình mua nó chỉ có như vậy thôi nè, là nó hết cỡ nè, mà mình trồng sao giờ nó bự hơn cả cái củ bên đây luôn rồi nè. Đó, đây nữa nè. Nhỏ nhỏ vừa vừa như là ăn cả ăn sống rất là ngon luôn cả nhà. Tầm tầm nhỏ nhỏ như cái củ này nè, ăn nó giòn mà nó ngọt rất là ngon. Ok, là cái củ này mình thấy là đạt tiêu chuẩn rồi đó. Quá chừng luôn cả nhà. Thấy cà rốt nhiều không? Hôm nay Nhung Hà thu hoạch mớ cà rốt tí hon này hết luôn, để mình gieo một mớ khác để mùa đông á, mình mùa thu á mình có, mình thu tiếp cả nhà. Không thôi là ít bữa nữa mà mình không nhổ là mình không gieo xuống là coi như là không có cà rốt để thu cho mùa thu cả nhà. Nên là bây giờ mình tranh thủ mình sẽ gieo một mớ để mình thu cho mùa thu nữa. Mùa hè mình thu một mớ ha, mùa thu mình thu một mớ nữa. Bên đây nhiều quá chừng luôn. Đó, đây nữa nè. Hơi củ này nhỏ xíu à. Ôi, nhiều quá. Hôm nay thu hoạch đã tay quá cả nhà ơi. Mình nói mình ra mình thu hoạch có vài củ thôi chứ mà lúc nào mình thu hoạch cũng nhiều hết trơn á. Wow, trời ơi, cái củ này bự chưa. Siêu to khổng lồ của tí hon. So với lại tí hon là nó là bự luôn á. À, hôm nay thì ui, cái này là nhân sâm ngàn năm, tỷ năm, tại vì rất là nhiều rễ. Wow, cái này là màu sắc rất là đạt tiêu chuẩn luôn. Cam và cam mà ống ánh là bóng loáng luôn. À, bị nắng rồi đó, không thôi là màu rất là đẹp á. Đây nữa nè cả nhà ơi. Bên đây nữa nè. Wow, công nhận thu hoạch cà rốt từng củ lên nhìn nó đá gì đâu à nhà ơi. Ồ, rễ nhiều quá chừng, cái củ này rễ nhiều nè. Củ này cũng vậy nữa nè. Đó, bên đây nữa nè. Ồ, tự nhiên mé bên đây sao rễ nhiều quá hả. Ok nè. Ui trời ơi, cái này tới 3 củ một lượt luôn. Ôi mẹ ơi. Ôi trời ơi, cái này là chính xác như là một cái trái tim đẹp luôn cả nhà ơi. Quá chừng, quả này là trái tim siêu đẹp gái luôn. Ui, công nhận giống ghê luôn á, y như một cái trái tim luôn. Hồi nãy cái quả tim kia nó không giống lắm ha, này là y chang luôn nè. Ô, cái này là phải cà rốt trái tim chính xác luôn. Wow, đẹp chứ cả nhà ơi. À, qua cái mé bên kia, ui, mình thu là lượt 4 củ luôn cả nhà ơi. Đã chưa? Ui. Cái này không giống trái tim lắm, này trái tim mập mạp hơn. Bên đây xem, này bị nứt rồi. Cái này nó giờ nó bị lai luôn cả cái cà rốt kia luôn. Nó không giống quả tim cho lắm. Bên đây nè, nó cũng bị lai luôn rồi. Ok, hình như qua đây là hết rồi đó, hết qua một cái giống khác rồi nè ha. Cái này là cái giống cũng họ nó cũng là baby cà rốt luôn. Năm nay mình trồng baby không à. Nó nhưng mà nó dạng dài. Còn cái này họ nói cũng là baby carrot nhưng mà nó là dạng tròn, hình như trái tim vậy đó. Đó, cà rốt nó hai loại cả nhà. Để thử mấy củ bên đây xem nó có bự không. Cái thân thì bự mà cái củ thì nhỏ. Wow, trời ơi, cái này là thân bự mà củ cũng bự luôn cả nhà. Wow, bự chưa, quá chừng luôn cái củ này ha. Cả nhà thấy không, cái thân mập mạp, cái củ cũng mập mạp. Còn cái này ha, cái thân thì mập mạp mà cái củ có tí tẹo teo à ha.
Thấy hai nhà, cả nhà thấy hai củ khác nhau không? Đó. Ok. Em hôm nay mình thu hoạch được nhiều cà rốt chưa? Nhiều nguyên một dòng luôn. Quay một dòng lượt mình xem cà rốt cho cả nhà xem. Đó, quá chừng bên đây nữa nè. Nhiều không cả nhà? Chưa hết, chưa hết, chưa hết đây nữa. Đó, nhiều không? Wow, nguyên một dãy cà rốt luôn. Bây giờ mình sẽ hái một mớ salad nữa nha cả nhà. Thì bây giờ cái mớ salad này chắc mình hái hết luôn quá cả nhà. Xong rồi mình dục cái cây luôn. Đó. Hái luôn cả cái cây luôn. Đó, rồi mình lát nữa mình nhổ cái gốc sao. Đó, chứ bây giờ cái cây này là mùa nắng là nó không chịu rồi đó. Hái được nhiều hái, ăn gì được thì ăn. Lát nữa mình tuyển xem là cái cọng nào ăn được thì mình mang cho, còn không thì thôi. Đó. Má ở đây nữa nè. Nó hết cuộn rồi cả nhà ơi. Cái này là salad giòn mà Roma đó cả nhà. Bữa hôm đó, trời nắng á, à trời mưa nó mướt mượt ha. Nay trời nắng thì nó cũng vẫn chưa đến nỗi, vẫn có thể ăn được, nhưng mà coi như là hết lứa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ có salad đỏ là ok. Salad đỏ nó chịu được nắng giỏi hơn là salad xanh. Quá chừng nguyên vỏ rồi ha. Này nữa nè. Hái mấy mớ. Cái này mình cho luôn. Ô cái cây này là đẹp nhất luôn nè cả nhà. Còn rất là ngon nhất luôn. Giòn mà tươi ngon nhất luôn. Trừ lại mấy ở giữa xem nó có mọc nữa không. Cây này cũng ok nè. Wow. Nãy giờ nguyên một luống thì chỉ được có hai cây này á, là mình thấy là ok nhất, vẫn còn ăn rất là ngon luôn. Không có bị sức mẻ gì hết. Bên đây nữa nè. Hết cái lứa này mình sẽ hái cái lứa khác. Nguyên một giỏ luôn cả nhà ơi. Bao la luôn. Đó, mình sẽ tặng chị Brandy với lại chị hàng xóm của chị Brandy luôn. Mình hái một mớ salad đỏ này nữa nè cả nhà. Salad này cái loại ngộ chưa? Nó nhọn. Cái lá nó lạ chứ cả nhà. Này là cái chị cây xăng á, chị cho mình giống nè. Mình nghĩ chắc mình lấy cái giống cả cái hạt lại á, mình để dành thử xem. Cái gì bên đây cũng cái loại nó nữa nè. Nó xè xè lạ chưa? Màu đỏ đẹp quá hả? Này ăn salad rất là ngon luôn nè. Có một cái cây salad Roma cũng giống Roma nó mà màu đỏ cả nhà. À, sang năm mình chắc là mình trồng cái loại này nhiều luôn nè. À, tại vì là mình thấy nó đẹp quá hả? Non nữa. Có vẻ thích nắng ha. Nắng cũng không có làm ảnh hưởng gì hết, nó vẫn non như thường. Bên đây nè, cũng lá cũng vậy luôn, non èo luôn. Ồ, công nhận mấy cái salad mà đỏ ha là nó chịu được nhiệt rất là tốt so với lại salad xanh luôn. Salad xanh á, nắng lên một cái là nó cứng ngắc à. Còn salad đỏ nè, ô cái giống này cũng ok nè. Công nhận màu đỏ nó chịu nhiệt giỏi hé. Ở nhà xem một loại salad đỏ khác nè. Nó chùm. Hình như cái giống này năm ngoái mình có trồng nè. Năm nay không thấy bán giống nên mình không có trồng. Nhưng mà mình đã xin được cả cái cây này rồi. Mình sẽ để giống lại. Wow, chùm xòe đẹp không cả nhà ơi. Màu đỏ đủ loại luôn ha. Nó có một rổ đầy luôn. Mình cắt một mớ ngò nữa cả nhà ơi. Nó muốn sắp lên ngồng rồi. Wow, mà nó thơm ghê luôn. Được một mớ này cả nhà ơi. Hả? Wow, chị Brandy chắc thích lắm đây. Mình cắt nhiều nhiều đi, ăn phụ chứ quá trời nhiều. Nhiều như vậy mình không ăn là nó hư hết uổng. Nhờ bạn ăn phụ cả nhà ơi. Mình cắt chiếc này là coi như là nắng lên rồi là nó lên, lần sau nữa là mình để cho nó lên bông luôn. Đặng mình làm giống cả nhà.
chứ mua giống cũng mắc lắm. À, một bịch á, 2 đô có mấy cọng à, không có được nhiều đâu. Còn á, mình để giống lại á, bao la mình trồng năm này qua năm khác luôn cả nhà. Cả nhà mà để giống lại một năm vậy đó, mình á là có nghĩa là được. Ui xanh á, video đen thúi rồi. Thôi, cắt tiếp cả nhà ơi. Cả nhà chịu khó để giống lại á là hả, mình có nghĩa là chừng nào mình hết cái hạt giống thì thôi, chứ để được mấy năm tha hồ. Hạt giống mình để mấy năm cũng không sao hết. Nên là bữa hôm mà cái năm 4 năm trước á, ông xã mình á, anh để hạt giống lại mà mình gieo được 4 năm nay, mình đâu có cần mua hạt giống đâu cả nhà. Năm nào mình cũng lấy một ít á. Mà năm nay hết rồi, mình đã gieo hết rồi, năm nay mình sẽ để hạt giống lại. Mình tha hồ mình gieo quá chừng luôn cả nhà ơi. Cái hạt này một cây lên bao la hạt. Wow. Cái cây nó tốt dễ sợ tốt luôn cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó dài. 1, 2. Dài hơn 2 gang. Dễ sợ chưa? Mình được cả nấm này cả nhà. Cả nấm luôn. Mình sẽ cắt thêm miếng nữa đi. Cắt nhiều nhiều vô chị Brandy ăn cho nó vui. Nhìn xem là Nhung Hà hôm nay thu hoạch được nhiều không? 1 mẹt cà rốt nè, 2 quả bí ngòi nè, đậu Hà Lan nè, ngò rí nè, xà lách đủ màu nè. Quá chừng nhiều luôn cả nhà ơi. Nhà ơi, có ai ăn phụ Nhung Hà không? Nhung Hà quá chừng nhiều rồi. Cả nhà ơi, ăn phụ Nhung Hà với cả nhà ơi. 1 mẹt cà rốt nè, bí ngòi nè, ngò rí nè, xà lách, đậu Hà Lan nè. Quá chừng luôn cả nhà ơi. Thôi video tới đây thôi ha cả nhà ha. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh ủng hộ Nhung Hà nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye.